Em quậy gì? À, em cùng ăn chơi nhậu nhẹt, chơi đủ thứ, cả đồ rồi chủ đề bài bạc. Trời đất ơi. Em xin giới thiệu, em là Phạm Ngọc Tuấn, em đến từ Quảng Bình, năm nay em 28 tuổi. Ngày thì làm nhân viên văn phòng cho công ty cổ phần dược, còn tối về làm chủ quán nhậu. Ngồi đi bạn. Và mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Dạ em xin chào chị Cát Tường ạ, và chào anh Quyền Linh và chào anh Quyền bên kia ạ. Dạ em xin tự giới thiệu, em là Hoàng Lê ạ. Năm nay em 27 tuổi ạ. Em sinh ra và lớn lên ở Quảng Trị ạ. Và hiện nay đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Bạn nói chậm như tưởng, bạn nói tiếng nước ngoài, tiếng Việt kìa. Dạ. Nói chậm chậm xíu nghe cho rõ ha. Hiện nay em là nhân viên kinh doanh quảng cáo và truyền thông. Tên gì bạn? Em là Hoàng Lê ạ. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi bạn Hoàng Lê? Em có 2 mối tình nhưng mà đều là đơn phương. Một mối tình là họ đơn phương em. Thật ra là đến khi mà tình yêu bắt đầu chớm nở, người ta tiến quá nhanh là bằng cách là cầm tay em. Thế là em run quá, em sợ quá, em bỏ chạy luôn. Thôi luôn hả? Dạ đúng rồi ạ. Vậy là cũng tính vào một mối tình đó hả? Dạ. Mà sao thì... cầm tay mà sao bỏ chạy luôn vậy bạn? Là từ trước đến giờ mà nếu nói mà cầm tay con trai thì em chưa cầm tay con trai lần nào. Chưa hôn lần nào? Chưa. Dạ chưa có nụ hôn đầu đời luôn. Bên kia anh nãy giờ nghe, dạ. Anh thấy sao nè? Thì đối với em thì cũng đã trải qua 2 mối tình rồi, cũng khá lâu ạ. Đối với mối tình thứ nhất thì cũng thời phổ thông nhưng mà cũng kéo dài đến 4 năm ạ. Sau khi chia tay thì nói chung là cũng quậy phá dữ lắm ạ. Ai quậy? Em quậy ạ. Em quậy gì? Em cùng ăn chơi nhậu nhẹt, chơi đủ thứ, cả đồ rồi chủ đề bài bạc. Trời đất ơi. Là mình buồn quá vậy? Mình buồn quá, dạ. Mình chơi hả? Hay sao bạn? Dạ, thì lúc đó là em cũng buồn rồi, em cũng chán nản mọi thứ rồi em ăn chơi vậy. Sau một thời gian thì em gặp đây một bạn gái, em từ bỏ tất cả mọi thứ để bắt đầu học lại, ra trường một thời gian đi dạy ở trường trung học phổ thông ở Gia Lai. Vì bạn gái sinh sống ở Sài Gòn này, em cũng bỏ công việc dạy ở ngoài Gia Lai rồi em vào Sài Gòn em lập nghiệp. Sau khi chia tay bạn có trở về cái chuyện cũ không? Giờ là em chỉ thủ làm ăn ạ. Bên kia có muốn về làm bà chủ quán nhậu không? Thì em thấy là khả năng nhậu của em nghĩ rất là ok. Nhậu. Người ta đã từ bỏ rồi đó, còn rủ ràng. Dạ không phải, ý là em nói nhậu ok có nghĩa là em biết chừng mực. Em có thể nhậu mà có thể nửa cái không say. Mà em chưa bao giờ nhờ người khác chở về. Khi em nhậu em biết chừng mực, đến cái đoạn nào là em dừng được. Thì nếu mà nói về làm bà chủ quán nhậu thì có khả năng là mình có thể là... Thôi về quản lý tài chính được. Quản lý được ha? Dạ quản lý được. Có thể vậy là chuyện. Ok rồi. Nhiều người nhận xét em là một người tông thôi. Và có một đặc biệt là em rất là thích thể thao, mà đặc biệt là bóng đá. Em là fan cuồng nhiệt của MU luôn á. Em có đá không mà là em chỉ xem thôi? Dạ em có đá luôn. Có đá luôn? Dạ có đá luôn. Em đá ở vị trí nào? Dạ tiền vệ chị. Tiền vệ? Dạ giữ đá. Rồi bữa nào đi đá banh với anh Nguyễn Linh nha. Anh đá dữ lắm. Dạ chắc là hy vọng cũng mong được như vậy hả chị. Hay em ơi em Quảng Trị vào em hát một bài nào đó về Quảng Trị đi em. Thôi đến với chương trình này thì em cũng có một cái bài hát để chuẩn bị trước tặng cho bạn nam và tặng cho chương trình. Rồi. Cảm ơn những điều đưa ta đến bên nhau, cảm ơn từng lời nói qua màu, giấc mơ mình cùng xây đắp trao nhau, nắm tay và đi hết cuộc đời. Em ở Quảng Bình hả? Dạ. Thế mạnh em nhất là gì? Đam mê thể thao. Cũng là bên này cũng là một fan của MU luôn đấy. Ồ. Bây giờ muốn người phụ nữ như thế nào? Giờ duyên tới nó tới à. Chứ chơi cho sao thì nhận vậy thôi. Nhưng mà có cả tính là được rồi. Vui vẻ nói nhiều. Không thích gì người phụ nữ? Xê xoa này, xăm nhuộm. Nhuộm tóc? Dạ. Nhuộm tóc mắc gì không thích? Phụ nữ thì dạ, nhuộm tóc đẹp nhuộm. Chứ anh ơi có thể màu nhuộm. Nào được, anh có thể tự màu nào. Nhuộm ở đây là ý em nói là nhuộm nó loe loẹt quá à chị. Có đặt ra cái chuẩn người bạn nam của mình là như thế nào? Tiêu chuẩn đầu tiên mà đặt lên hàng đầu đối với em là hiếu thảo và lễ phép. Còn về sở thích thì cùng bóng đá với em là rất là ok rồi. Vì em có thể ngồi nói chuyện bóng đá với anh ấy còn cả ngày cũng không sao. Anh ấy cao khoảng 1m68 trở lên là được. Không mập, không gầy, vui vẻ và hay cười là được. Vì em là người hay cười, mà em cũng nói nhiều lắm. Cho nên là nếu mà anh ấy cười nhiều với em thì em không bị lạc lắm. Rồi được rồi, để chị coi. Chào chị. Nói chuyện sao mà rề rề rề, không có sức sống gì trơn vậy. Thanh niên mạnh khỏe người ta mới dám lấy chứ. Con chuột bư lắm hả chị? Chuột đó mà chuột, chuột lắc có chuột. Có nè, chuột nè đi ăn chơi về ạ. Giờ mình lấy vợ thì mình ở đâu? Em nghĩ là định cư ở Sài Gòn luôn. Có nhà cửa gì chưa? Dạ, tương lai sẽ mua. Bây giờ đang đi được đến bao nhiêu phần đường đến tới cái tương lai đó rồi? Vừa rồi thì em vừa mới mở rộng quán nên chắc là phải tầm cỡ khoảng một năm nữa mới có. Quán dạ. Làm ăn và ổn định không? Dạ ổn định chị. Đếm ít nhất thì cũng 15 bàn. Dạ cũng ổn định rồi. Khi nào kết hôn được?
Em nghĩ nếu mà chưa sự ổn định thì ở tầm 1 năm, còn không thì ra riêng cưới liền. Bao nhiêu nhân viên chạy bàn? Hiện tại thì đang 4, còn đang bảng tuyển thôi chứ có thể ai vào. Rồi, để tuyển cho người nữa là 5. Được, ổn định, ổn định. Có đi với người thân không bạn? Có đi ai không em? Dạ, đi với em họ. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh ạ. Em thấy thì anh rất là hiền, nhìn rất là chất phác. Thì lại nói chung là cũng chung cái sở thích bóng đá với chị Lê là thấy mừng lắm rồi. Tại vì rất là... Trời, lấy chồng mà chỉ mong có một chung cái sở thích bóng đá thôi hả? Dạ, tại vì nói tới bóng đá là chị Lê chị nói suốt, chị nói không nghĩ cũng được nữa chị. Nên có người chung mừng sẽ rất là mừng lắm. Mùa đá bóng rồi, coi đá banh rồi, coi gì, cơm nước, chồng con gì khỏi lo luôn hả? Dạ, em mê thì em mê, nhưng mà khi không coi trực tuyến được thì trực tiếp được thì em có thể coi gián tiếp. Và em thấy là hai người có tính đôi với nhau không? Dạ thì em nghĩ là cái này là một phần nào do chị Lê đó, nhưng mà theo em thì em thấy là hai người rất là hợp. Nói chung em cũng khó chịu nói chuyện bóng đá hoài cũng mệt đúng không? Dạ. Không, em cũng đam mê bóng đá anh. Em cũng đam mê bóng đá. Em cũng nói chuyện bóng đá nhiều lắm anh. Nhưng mà gặp nhau nói chuyện tình yêu được nói chuyện bóng đá nha. Trời dễ thương quá nha. Chào bạn. Dạ. Nhìn rất dễ thương. Dạ. Nãy giờ anh nghe cái giọng bên kia anh nghĩ là chắc già lắm. Dạ. Giọng chắc khô khan lắm. Bởi vì vậy cho nên em mới é là cứ con trai mà thấy gặp mặt em là cứ nhìn mặt thì khác mà giọng thì khác. Giọng và người nó khác nhau đấy. Dạ đúng rồi. Dễ thương. Dạ. Anh chàng bên đây cũng rất là giỏi, thầy giáo nè, chủ quán nè, tức là có ý chí phấn đấu nè, rồi nấu ăn nữa. Rồi rồi. Mà xí nha, nói chuyện là tình yêu nha. Không bàn chuyện bóng đá nha. Hai phút bắt đầu. Dạ. Em chào anh. Anh gửi anh nha. Dạ, em cảm ơn. Coi như lần đầu gặp. Dạ, cảm ơn. Rồi. Em thấy em thế nào? Với anh thì anh cũng thích một con người phụ nữ thì có khả tính, vui vẻ, nói nhiều. Dạ. Còn về sở thích thì anh cũng thấy giống anh đấy. Dạ, vài bữa dẫn em đi coi MU đá rồi. Rồi, không nói chuyện bóng đá. Yên tâm, chuẩn bị mua tivi về tài quản tha hồ xem luôn. Vậy hả anh? Quán có tivi mở bóng đá luôn anh? Có luôn. Có nhuộm tóc, bên đó có nhuộm tóc. Dạ, đúng rồi. Đấy là nhuộm tóc màu nhẹ nhàng, không phải là mùa cái màu mà nó nổi bật hay nó le lẹt quá anh. Dạ, anh có thích con gái tóc để tóc ngắn không? Thì cái chuyện tóc ngắn hay tóc dài thì anh không quan trọng. Cái đó là còn phụ thuộc vào cái điều kiện với môi trường làm việc của mỗi người nữa. Nếu mà có một vấn đề gì đó xảy ra thì anh có hay dùng hành động không hay là gì, dùng lời nói thôi? Hồi giờ cũng quậy quậy rồi cũng dữ lắm nhưng mà chưa bao giờ đánh phụ nữ. Dạ. Em muốn kết hôn thì em muốn sinh sống ở quê hay ở trong này? Dạ, em đã xin ba mẹ vào đây định cư lập nghiệp trong này là em quyết định ở trong này rồi. Đó là ước mơ của em. Hướng đấy. Dạ. Nếu mà trong một năm thì mình định về quê thăm gia đình một năm ấy lại. Hiện tại thì một năm anh về quê đến 4 đến 5 lần rồi. Có thời gian rảnh là anh về liền. Quảng Trị, Quảng Bình gần mà, chung đường đi mà. Dạ, chung đường đi. Đi xe máy cũng được anh. Rồi, sắp tới chúng ta sẽ tính cái việc hôn nhân thế nào nếu mà hai người đồng ý hẹn hò với nhau. Gia đình em cho em thời gian, đó là từ đây đến tháng 6 năm tới. Vậy hả? Là phải quyết định xây dựng gia đình. Cho nên nếu được thì... Làm luôn. Làm luôn. Rồi, vậy đi cho nó gọn. Đúng rồi, cảm nhận cái người đối diện cho... thế nào? Dạ, anh cũng hiền, có giàu nghị lực là thấy giống em rồi. Em cũng vào đây thì cũng lập nghiệp làm rất là nhiều nghề. Bây giờ thì cũng ổn định theo nghề kinh doanh. Có cùng sở thích thì cũng có thể nói chuyện được nhiều. Em cũng hay cười. Bạn Nam có hát một đoạn nào đó để mà tỏ tình với bạn gái? Hát thì chắc hát bài Tình Cây Và Đất. Đất vắng cây, đất ngừng ngừng hơi thở. Cây thiếu đất, cây song song với ai. Quên rồi. Thầy giáo nhút nhát quá nhỉ? Nào, chúng ta hãy chuẩn bị. Suy nghĩ thật kỹ quyết định. Đến với ba tiếng đếm. Một. Hai. Bạn gái thấy tim mình đập như thế nào? Đập mạnh lắm anh. Đập mạnh lắm hả? Dạ. Còn bạn trai? Em thấy rung rồi. Và ba. Hết thời gian. Cô gái này chưa nắm tay chàng trai nào đấy. Tay em thấy giờ nó trái tay lắm anh, nắm chắc nó sơ đấu ấy. Để nắm đi. Cứ nắm đi, người ta có chưa có cái nắm tay nào mà để nó đàng hoàng hết á. Thôi anh nắm tay em được chưa? Cảm thấy sao? Cảm giác lạnh lạnh, tim đập mạnh hơn nữa. Không có bỏ chạy nữa nha. Rút kinh nghiệm rồi anh dạy cho nên bây giờ é đến người. Ăn chơi dữ lắm mà. Dạ. Cái ba chơi rồi nhưng mà cũng ngại lắm anh chị. Kệ, nhưng mà người ta cái hôm nay là cái ngày đặc biệt. Không có sự chứng giám của là nhiều người. Không gì đâu mà giống hửi quá. Bình thường mà anh đang ngại á.
thấy hiền hiền về tắt điện là hiền nguyên hình ấy. Cái này nguy hiểm này. Ông này kiểu lù khù dắt lù ta chạy nào không hay nè. Đây là những chiếc vé xem phim. Chúc hai bạn có một cái không gian xem phim thật lãng mạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, em cảm ơn. Nắm tay vô bạn gái xem phim. Đây, hoa của bạn. Nắm chặt, đừng có bỏ lơi đó nha. Ông này sao không chuyện nó không có thấy sức sống gì hết trơn vậy? Vì, nói không nổi nữa hả? Không phải vì cái tính như vậy. Nói vậy thôi chứ cũng đến nổi đâu mà. Những cái người nào người ta nói là nói nhiều không làm được bao nhiêu đâu. Không có đâu anh. Thì bởi vậy mới sợ ông này không lù khù không dắt cái lù người ta không chạy nè. Tình yêu mà nhiều khi chưa có đủ lớn để vươn tiếp trong cái người đó vượt qua được. Bây giờ em đẹp thì em vừa lại không lấy chồng mình về quê nữa, xấu hổ quá. Không, hy vọng rằng họ sẽ tiến thật xa trên con đường hạnh phúc. Trời ơi, làm mai làm mốt cũng khổ tâm lắm chứ. Phải lựa chọn kỹ mình mới nói vô cho người ta được chứ. Hey, thôi nhưng mà dù sao thì họ cũng đã bấm nút hẹn hò với nhau. Chúc họ sẽ có những cái giây phút thật là hạnh phúc với nhau. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến đến với cặp đôi thứ hai xem họ như thế nào. Hả mà. Và bây giờ mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai. Rồi, chào bạn, bạn giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào chị Cát Tường. Nụ cười chị thật dễ thương muôn phần. Chào anh Linh rất dễ gần ạ. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Chào anh ở gặp người thân trong nhà. Chào khán giả gần xa. Em xin giới thiệu em là Huyền Trân ạ. Huyền Trân là tên ở nhà, còn Nguyễn Thị Hiền thì mới thật là tên em. Wow. Giới thiệu là có vần có thơ đàng hoàng đấy nghe. Ủa, nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 29 tuổi, em làm nhân viên văn phòng. Rồi, mời bạn trai. Chào em, chào anh Nguyễn Linh, em chào chị Cát Tường. Chào rồi, chào mọi bạn. Người, chào em bên kia. Em tên là Lê Thái Sơn, quê thì ở miền Bắc, mà gia đình vô Đồng Nai, sống cũng lâu rồi. Và hiện tại thì đang làm việc ở Thủ Đức. Bạn nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 36 tuổi. Cô bên kia 29. Anh làm công việc gì? Làm thợ sửa xe. Xe Honda hay xe hơi em? Dạ xe Honda chị. Mình sửa xe bao nhiêu lâu rồi? Dạ, cũng 10 năm, 11 năm gì rồi chị. Làm cho người ta hay là mình có chỗ sửa riêng? Dạ mình em mở tiệm lâu rồi chị ạ. Có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình rồi chị. Dạ. Lý do tại sao chia tay? Dạ tại vì chia tay không phải là tụi em tự chia tay mà gia đình bạn gái không có thích. Vì em không được may mắn như những người khác, em bị tật một chân. Tức là ngày xưa mình bị... Em bị sốt bại liệt. Bị sốt bại liệt đúng dạ, không anh? Dạ. Từ hồi nhỏ luôn hả? Dạ, hồi năm em hơn 1 tuổi. Mấy người kia chia tay là bởi vì cái khiếm khuyết trong cơ thể của anh hay đúng. Là chia tay về việc gì? Dạ, chia tay vì cái... em bị tật. Nhưng mà họ đến với anh thì họ cũng đã nhận thấy từ lúc không đầu phải, rồi. Tức là gia đình người ta không có đồng ý. Chứ còn cái người đó thì vẫn thương. Người ta vẫn yêu anh. Dạ. Sao mình không vượt qua thử thách đó? Dạ nhiều khi mình yêu mà nhiều khi chưa có đủ lớn để vươn cái cho cái người đó vượt qua được á. Em có đặt nặng về ngoại hình người ta như thế nào không? Dạ không, ngoại hình không quan trọng. Bây giờ em đẹp rồi nên em vừa lại. Rất là dễ thương. Mình nói chút xíu về bản thân mình đi, điểm mạnh và điểm yếu của mình. Hình như không có điểm mạnh nào. Em được cái là thích làm thơ. Còn điểm yếu thì vụng về hậu đậu ạ. Với lại hay vô duyên. Vô duyên là vô duyên sao? Thấy dễ thương nãy giờ mà dạ, vô duyên. Dạ cái gì phô bày ra trước mắt không nên nói cũng nói chị. Vậy thẳng thắn chứ đâu gì vô dạ, duyên. Giống như ngồi canh đồng nghiệp mới mà thấy người ta hơi nách em không chịu em bị nách. Anh Nguyễn Linh anh thích những người nào thẳng thắn? Không có việc có những việc thẳng thắn nhưng mà có những cái việc nó thuộc về gọi tinh thần á thì cũng nên giấu cho người ta chút xíu giống như chuyện hồi nãy vậy đó. Cũng nên tìm cách nào nói chứ không nên nói thẳng thắn như vậy. Dạ tại em vô duyên từ bé. Thì mình biết như vậy thì mình phải khắc phục chứ. Ví dụ như em ngồi kế bên có cái anh đó anh ở dơ đi. Dạ. Thì có thể là em tỏ thái độ hay là em tìm cách nào nói cho tự nhiên đó. Ông này ông dơ quá thấy ghê quá thấy gớm quá. Dạ, hôi thì phải nói hôi chứ anh. Trời ơi. Là 29 năm rồi anh ơi, giờ khó đào tạo lắm, gì phải từ từ. Nhưng mà giờ chị nói nè, thực chất giờ muốn lấy chồng chưa? Dạ muốn rồi chị, mẹ cứ dục hoài. Mẹ dục hoài, mẹ nói làm sao? Không lấy chồng đừng về quê nữa, xấu hổ quá. Còn bây giờ muốn khi nào lấy chồng? Được thì năm nay luôn. Bây giờ hỏi kỹ một lần nữa nè, em yêu cầu em muốn người bạn trai của em là người như thế nào? Có chí làm ăn chị, rồi
cũng nghiêm túc trong việc xây dựng gia đình. Tại em bây giờ già rồi. Anh thấy sao anh? Ông em thấy bạn gái bên đó cũng được, có cái gì hậu đậu hay gì đó, hay thẳng tính vậy. Cái đó cũng là một cái tốt, nhưng mà có cái mình nhiều khi mình phải xử lý cái tình huống cho nó khéo một tí. Đúng thì cũng rồi, sao. Khéo xíu đã, thôi khéo. Mình nói không có sai, nhưng mà mình nói tại sai cái thời gian thôi. Đúng sai, rồi, chính xác như vậy. Cái công việc anh thì ổn định rồi. Dạ. Còn quê mình ở đâu? Quê gốc của em thì ở ngoài Thanh Hóa, ở ngoài miền Bắc á. Còn em cũng gia đình Hóa. Em thì sống ở Đồng Nai. Hai người này cùng quê rồi, cô bên đây cũng Thanh Hóa. Nhưng mà hỏi anh tí là bây giờ lấy vợ thì mình vẫn là sống ở Thủ Đức hả anh? Dạ em sống ở Thủ Đức mà chị. Cho nên đem vợ về tiệm sửa xe luôn hả? Có chỗ không? Không, tạm thời thì ở tiệm sửa xe luôn, nó cũng rộng mà chị. Em... Người sửa xe hôi lắm anh ơi. Dạ. Không có đâu em. Nói thì ở tiệm sửa xe mà thì... Không? Đương nhiên rồi, cái chuyện đó là bình thường thôi. Nhưng mà mình khéo léo chút xíu thì nó sẽ cũng ok thôi, chứ đâu có gì đâu em. Đâu có được. Anh muốn người phụ nữ như thế nào? Cái nhất là phải ngoan hiền, biết lễ phép với người lớn, dễ nghe, dễ nói là được. Dễ bảo hả? Dạ. Anh có gia trưởng không? Không. Hồi nãy chị nghe em có nói là em không có quan trọng bề ngoài, đúng không? Nhưng mà thường phụ nữ thì em có đặt chiều cao mẫu người lý tưởng hay là cao lớn mập ốm hay là như thế nào? Mẫu bạn trai em thì cao 1m65 trở lên được rồi. Không bị mùi cơ thể ạ. À, nãy chị có nghe cái kỹ vụ mùi quá vậy, sao cứ nhắc cái chuyện mùi em quá. Em bị dị ứng mùi chị. Em mà ngửi thấy mùi em chạy. Mùi thơm được. Kia còn sửa xe nữa. Sửa xe là cái mùi xe thôi, về tối người ta tắm rửa. Hôm nay mình đi có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ, em có bạn thân rồi. Chào em. Em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh ạ. Em là bạn của bạn Hiền từ hồi cao đẳng đến bây giờ. Tính tình của bạn Hiền thì trước giờ bạn bè luôn nhận xét á là bạn ấy rất là hiền lành và thật thà. Nhưng mà những cái lời nói của bạn ấy á rất là chân thành và thành thật lắm, nên hầu như lúc nào cũng đem đến niềm vui cho mọi người hết á. Theo em cảm nhận thì anh bên đây á cũng có vẻ như chững chạc và cũng có thể biết chia sẻ, có thể hướng đến tương lai được. Còn cái phần quyết định thì em để bạn Hiền suy nghĩ thôi. Mình hỏi ý kiến bên đây chút xíu xong rồi mình cho hai người gặp mặt ha. Dễ thương nè. Đôi khi á có những cái lúc mà mình nói thẳng nói thật quá đó, mình làm tổn thương người khác, em có nghĩ điều đó không? Dạ có. Xong em xin lỗi. Nói xong xin lỗi. Em vô duyên chưa sửa được. Nhưng mà dễ thương ở chỗ đó em biết em vô duyên. Đúng rồi. Nhưng mà đôi khi ở một cái nơi đông người quá, cố gắng mà kiềm chế không được hả? Lâu lâu được, lâu lâu quên mất. Nhưng hỏi thật, anh có một chút khuyến khuyết về cơ thể? Dạ chắc có tài dị tướng anh. Có tài dị tướng không sao đúng không? Dạ. Để em xem. Em xem nữa ha. Thôi để chị xem trước cho. Chào chị ta. Trời ơi đẹp trai phong độ quá trời mà. Công việc ổn định? Đâu, anh nói bị gì đâu. Bị cái chân chút xíu thôi. Quan trọng là mình sống nhau thế nào thôi. Là công việc mình ổn định. Đúng anh rồi. Chủ yếu là công việc ổn định. Tại vì lấy nhau về anh 36 là cũng lớn lắm rồi. Cô này cũng 29 rồi. Và cũng cố gắng sớm sớm là mua cái nhà. Chứ cô này ở chung xe cổ kỵ mùi hôi. Mà cổ gì buồn buồn cổ ra trước tiệm cô nói trời ơi hôi quá hôi đồ là chết luôn á. Cổ tự nhiên á. Không có tiệm sửa xe của em không có hôi đâu chị. Sống hôi, dạ, hôi nhớt, hôi dầu mỡ rồi. Không có dọn dẹp sạch sẽ lắm. Mà cũng được, rồi hay để tôi ráng. Nào chúng ta kéo màn lên. Rồi, 2 phút. Anh có bông hoa tặng em. Bây giờ em có tưởng tượng gì về anh không? Dạ, tưởng tượng anh quần áo hơi dơ, dầu nhớt. À, cái đó là cái lúc làm việc thôi em. Còn ví dụ như mà đi chơi hay đi tới những buổi như thế này thì cũng không đến nỗi đâu. Em đi đám hay đi tiệc với anh, em đi một người bên anh em có ngại không? Dạ em không ngại rồi. Em đẹp rồi em bù cho anh. À vậy hả, vậy được rồi. Qua đây thì anh cũng tặng em một bài hát. Tết này anh không thèm kéo mít, vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng. Tết này quên lại chị tưởng anh rung quá. Tết này anh không thèm đi chơi cine hay nhạc hội Đà Lạt hay Vũng Tàu, vì đã có em bên đời mong hay. Dạ em hiểu rồi. Anh được rồi. Tại vì anh cũng rung quá, anh rung quá cho nên quên lại. Em đọc bài thơ tình yêu nào đi. Đọc bài thơ tặng ảnh đi. Em à, chị đọc giùm em. Cái gì vậy? Sao chị đọc giùm là sao? Tại em run quá chị. Em đọc đi. Thôi em đọc đi chứ chị đọc thì đâu có được. Em đọc đi. Dạ, bài thơ tình buồn. Tưởng đâu là tiếng ái tình bên người lay động tim mình chiều nay. Ngờ đâu chợt có một ngày, một câu người nói ta hay mất người. Ta về trả hết nụ cười, trả lời ân ái của người chiều nào.
Bữa nay gặp gỡ đầu tiên rồi sao anh chọn bài thơ buồn quá vậy em? Dạ, đây là bài thơ thất tình đầu tiên. Thì anh nói câu cuối như thế này, anh với em thì cũng không ai, cũng còn nhỏ nữa. Thôi thì mình sẽ cho nhau một cơ hội đi, để mình sẽ tìm hiểu nhau. Em bị dị ứng với mùi hả? Dạ. Bây giờ có cảm giác mùi gì chưa? Ai mà hồi nách là em biết ngay. Anh Linh đừng có lại đứng gần ba đó. Qua lại có cảm giác mùi gì không? Dạ không, anh thơm ạ. Anh thơm hả? Cảm ơn em, may quá. Nào, chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. Suy nghĩ thật kỹ nha. Anh ấy vừa nói là Tết nay anh không thèm kẹo mứt vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng. Một. Tết nay anh không thèm đi chơi cine hay nhạc hội Đà Lạt hay Vũng Tàu. Hai. Vì đã có em đem lại nguồn đời, tô thêm vào tình người trang chứa vạn niềm yêu. Ba. Hết thời gian. Bắt tay lên. Nhìn thẳng vào mắt nhau coi. Tại em lạnh không? Cảm nhận được gì chưa? Hồi lát nữa. Hôn nhau miếng rồi có mùi gì không? Dạ, mùi gì? Để sau ạ. Hửi 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 miếng cũng được nữa. Hửi hửi thôi coi có mùi gì không? Gì vậy? Có mùi gì em? Dạ không, bị hôi nách. Bạn trai thấy sao? Dạ được chị. Ta rất là thẳng thắn. Không, thật tình đấy, nắm tay nắm luôn đi. Sao tự nhiên buông ra vậy? Đây, gửi tặng các bạn những chiếc vé xem phim. Cảm ơn anh. Chúc bạn sẽ có những buổi xem phim thật đây là lãng mạn nha. Nước xịt thơm miệng, thảo dược Relax. Cảm ơn chị, cảm ơn. Nào, mời hai bạn. Cảm ơn.